Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình, một đơn vị chuyên cung cấp những chiếc xe siêu chất siêu lướt tại thủ đô Hà Nội. Địa chỉ bên em là 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội, ngay cạnh công viên Cầu Giấy. Và em là Nam Bin. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng và cập nhật giới thiệu cho mọi người những cái mẫu xe sedan, hatchback hiện tại đang được bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Và những cái sản phẩm bên em đều có cam kết chất lượng là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, sang tên chính chủ, không phạt nguội đó. Và bên em có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị tất cả những chiếc xe mà bên em chào bán. Chiếc xe đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cho mọi người đó chính là chiếc Toyota Camry 2.5Q, sản xuất năm 2019, màu trắng nội thất kem, và chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe mới lăn bánh đúng 2 vạn km, chiếc xe là biển số tỉnh, em đã rút hồ sơ rồi. Và hiện tại giá của chiếc xe này đang cực kỳ tốt nhé, 1 tỷ 145 triệu đồng. Đó. Hiện tại nhà em cũng đang có rất nhiều những cái mẫu xe sang đến từ thương hiệu Mercedes. Và chiếc đầu tiên đó chính là chiếc S450 phiên bản Luxury, sản xuất năm 2020, màu đen nội thất kem. Và chiếc xe này mới chỉ lăn bánh đúng 2 vạn km thôi. Giá hiện tại của chiếc xe này là 4 tỷ 600 triệu đồng. Đó. Bên cạnh đây là một chiếc Mercedes trong phân khúc sedan hạng C, một chiếc C200 phiên bản Exclusive, sản xuất năm 2021, màu trắng nội thất kem. Xe mới chỉ lăn bánh khoảng 2 vạn mai và chiếc xe mang biển số tỉnh, em cũng đã rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 639 triệu đồng. Bên cạnh đây là một cái mẫu xe sedan trong phân khúc hạng B, một chiếc Honda City phiên bản RS, bản cao cấp nhất, mới nhất, model mới nhất của Honda City, và xe sản xuất năm 2022 luôn. Nếu như các bác mua chiếc xe này thì sẽ tiết kiệm một số tiền kha khá đấy ạ. Xe là biển số tỉnh, màu đen nội thất đen, và giá hiện tại của chiếc xe này em đang chào bán là 599 triệu đồng và đương nhiên là sẽ có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp ạ. Một mẫu crossover hiện tại cũng rất là hot, một chiếc Hyundai Kona sản xuất năm 2019 phiên bản 2.0 đặc biệt, màu trắng nội thất đen, và chiếc xe mới chỉ lăn bánh đúng 2 vạn km thôi, biển số thành phố, và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 655 triệu đồng. Đến với một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Việt, một chiếc sedan VinFast Lux A phiên bản Plus, sản xuất năm 2021, màu trắng nội thất màu nâu, và chiếc xe này hiện tại có giá chưa tới 800 triệu đồng nhé mọi người nhé. Cứ đến gặp em, chiếc xe này thì em sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho chiếc VinFast Lux A Plus 2021 này. Vâng, đến với tiếp một chiếc ngôi sao ba cánh, một chiếc Mercedes E180 sản xuất năm 2021, và đây là phiên bản model của 2022 rồi, màu trắng nội thất đen, và xe chạy siêu lướt đúng 8.000 km, quá là mới luôn ạ. Và chiếc xe mang biển số thành phố. Xe đã được lên rất nhiều những option như là tua bin cửa gió điều hòa, cũng như là loa xoay và camera hành trình rồi. Hiện tại chiếc xe này của bên em đang chào bán là 1 tỷ 979 triệu đồng ạ. Vâng, một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng C, một chiếc xe cũng rất là hay và hot ở trên thị trường, đó chính là chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0, sản xuất năm 2019, màu đen nội thất kem. Chiếc xe mới chỉ lăn bánh hơn 2 vạn km thôi. Các bác ở tỉnh mua chiếc xe này thì cực kỳ hợp lý nhé, tại vì xe mang biển số tỉnh mà em đã rút hồ sơ rồi. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 619 triệu đồng. Giá cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Phía dưới đây thì em lại có thêm một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Mercedes nữa, một chiếc E200 phiên bản Exclusive, sản xuất năm 2021, màu đen nội thất đen, và xe lăn bánh đúng 1 vạn km. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán với giá là 2 tỷ 250 triệu đồng. Xe là biển số thành phố và đăng ký lại Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Phía bên đây vẫn là một cái mẫu xe Mercedes nữa trong phân khúc sedan, một chiếc E300 sản xuất năm 2021, siêu siêu mới, siêu siêu lướt. Chiếc xe đây là cũng là model mới nhất của E300 nhé mọi người nhé.
Và chiếc xe được trang bị ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu đen và mang biển số Hà Nội. Lăn bánh mới chỉ đúng 1 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá là 2 tỷ 970 triệu đồng ạ. Phía bên đây thì em có thêm một cái mẫu xe sedan cực kỳ hợp lý trong tầm giá chỉ nhỉnh 500 triệu đồng một chút. Đó chính là chiếc Mazda 6 sản xuất năm 2016 phiên bản 2.0, biển số Hà Nội, màu trắng, nội thất đen và xe mới chỉ lăn bánh hơn 6 vạn km thôi. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng ạ. Và hiện tại chiếc xe này có giá chỉ 568 triệu đồng. Nếu như mà mọi người đang có nhu cầu tìm một chiếc xe trong tầm giá đó thì em khẳng định luôn là cái chiếc Mazda 6 này nó cực kỳ hợp lý. Thay vì chúng ta số tiền đấy bỏ ra, chúng ta chỉ mua được những chiếc xe ở phân khúc B hay phân khúc C thôi. Nhưng lựa chọn chiếc xe này nó lên đến cả phân khúc D. Và cảm giác lái cũng như option trên xe nó rất là ok, vẫn rất là đầy đủ. Đó. Ở đây thì em có thêm một chiếc xe đến từ Đức nữa. Một chiếc Audi A5 sản xuất năm 2016 phiên bản Sportback 2.0 Quattro. Và chiếc xe này mới chạy được có hơn 5 vạn km thôi, màu đen, nội thất keo. Hiện tại đang có giá là 1 tỷ 220 triệu đồng. Đó. Vâng, vừa rồi là toàn bộ những cái mẫu xe sedan hatchback hiện tại đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Nếu như quý vị khách hàng có nhu cầu chiếc xe nào thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em Nam Bin nhé. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người với mức giá tốt nhất, ưu đãi nhất. Cảm ơn mọi người ạ.